Xin chào các chị em, đây chính là kẹo mầm lúa mạch Gold hay còn gọi là kẹo nửa ngực của Thảo Mộc 37. Trong 2 năm qua nó rất là đình đám tại thị trường Việt Nam cũng như là xuất khẩu đi rất là nhiều nước, được Bộ Y tế cấp phép kiểm nghiệm đàng hoàng, được lên TV, lên truyền hình rất là nhiều rồi. Và cái sản phẩm này nó sẽ có công dụng là giúp chúng ta tăng size vòng 1, nâng mô cơ vòng 1 săn chắc và cân xứng hai bên vòng 1 cũng như là hồng đầu ti, giúp da dẻ mịn màng hơn. Và nó có một cái đặc điểm cực kỳ nổi trội và trên thị trường chưa có một dòng sản phẩm nào có. Đấy là thành phần của nó là kết hợp giữa sâm tố nữ và mầm đậu nành mầm lúa mạch. Sâm tố nữ thì hiệu quả gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Và sâm tố nữ này nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan, Việt Nam mình không có đâu. Và chúng ta sẽ ăn một ngày là 8 viên, sáng 4 viên trước khi ăn sáng, tối 4 viên trước khi đi ngủ. Ăn xong uống kèm một ly nước ấm thì một liệu trình là chúng ta sẽ tăng từ 3 đến 5 cm. Và ngày hôm nay ở video này thì em sẽ có những chương trình khuyến mại vô cùng ưu đãi dành cho những chị em nào đang có cái vòng 1 bị lép, bị nhão, bị sệ sau sinh hay là bị khô hạn, bị stress bốc hỏa ở độ tuổi tiền mãn kinh. Thì một hộp kẹo mầm như thế này là 180.000, mua 2 hộp là 250.000. Còn những ai mà chúng ta sinh con rồi mà dưới 35 tuổi ấy, mà sinh con rồi thì chúng ta phải dùng đủ liệu trình 5 hộp. 5 hộp với giá sỉ là 430.000 miễn phí ship. Và những ai mà chúng ta độ tuổi 35, 45, 55 tuổi thì chúng ta dùng đủ một liệu trình là 10 hộp, giá sỉ là 780.000 miễn phí ship. Đây là chương trình khuyến mại lớn nhất trong 2 năm vừa qua bên em mới có. Và cái sản phẩm này nó tăng hiệu quả gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Bởi vì cái thành phần sâm tố nữ kết hợp với mầm đậu nành thì hiệu quả nó sẽ tăng gấp 20 lần luôn. Và khi mà chúng ta chưa từng sinh con ấy thì chúng ta sẽ dùng cho em đủ liệu trình là 2 hộp giá 250.000 thôi là nó đã tăng size vòng 1, 3 đến 5cm rồi. Còn nếu những chị nào mà đã sinh con rồi và dưới 35 tuổi thì bắt buộc phải dùng đủ liệu trình là 5 hộp với giá sỉ là 430.000 nha, miễn phí ship. Còn những cô nào 35, 45, 55 tuổi, nội tiết tố suy giảm mạnh rồi, vòng 1 lão hóa nhiều thì phải dùng cho em đủ liệu trình là 10 hộp giá sỉ là 780.000. Trên cái clip này những em mua hàng để lại cho em số điện thoại đều được khuyến mại và miễn phí ship. Và em nhắc lại thành phần duy nhất mà sản phẩm này có, đặc điểm nổi bật nhất đấy là có thành phần sâm tố nữ nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan, kết hợp với mầm đậu nành và mầm lúa mạch sẽ giúp chúng ta tăng size vòng 1 gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Ngoài ra nó có cái thành phần cao trinh nữ, nó sẽ giúp kiềm nhỏ lại và làm giảm cái việc phát triển của khối u nếu những ai mà chúng ta bị u nhân xơ lành tính. Vì là những người mà muốn dùng mầm đậu nành mà bị u thì không dùng được. Tuy nhiên cái sản phẩm của bên em lại là khuyến khích những ai bị u nhân xơ lành tính dùng. Nó sẽ giúp chúng ta thu nhỏ, kiềm nhỏ cái khối u lại. Và nhiều người đã dùng và kết hợp với cái sản phẩm này đã thu nhỏ khối u cũng như là nhiều người mất khối u luôn. Và cái nâng mô cơ vòng 1 thì gấp 20 lần so với mầm đậu nành thông thường. Khi chúng ta dùng đủ liệu trình mà không tăng 3-5cm thì bên em sẽ hoàn tiền 100% luôn. Và những ai mua hàng bắt buộc phải để lại số điện thoại dưới clip này thì mới được khuyến mại. Em nhắc lại nhá, sản phẩm này tăng size vòng 1, nâng mô cơ vòng 1 một cách tự nhiên và an toàn. Bà bầu, mẹ sau sinh đều sử dụng được, ăn rất là ngon, rất là thơm, dẻo. Và sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép rồi. Một hộp như thế này là 180.000, 2 hộp 250.000, 5 hộp ngày hôm nay giá sỉ 430.000 và 10 hộp thì 780.000. 5 hộp là dành cho những ai mà dưới 35 tuổi sinh con rồi. Còn 10 hộp là dành cho những ai trên 35 tuổi. Là chúng ta phải dùng liệu trình 10 hộp 780.000. Còn những ai chưa sinh con thì dùng cho em liệu trình 2 hộp 250.000. Và miễn phí ship trên toàn quốc, cam kết không tăng size, bên em hoàn tiền 100% luôn. Đây là sản phẩm cực kỳ nổi tiếng. Và trong 2 năm vừa qua thì bây giờ mới có chương trình khuyến mại duy nhất dành cho những ai để lại số điện thoại dưới cái clip này của em. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một cái vòng 1 đẫy đà, có một cái làn da đẹp hơn. Cảm ơn, bye bye.